Anh Nguyễn Như Huyền. Trên anh Nguyễn Huyền là 1972 hả? Vũ Tao Nữ Dương, sứ thần đại lý muốn xin vào ra mắt. Trấn An Hầu, hãy mời họ vào. Tấu dân. Dạ, thần hạ là sứ thần của đại lý, xin kính dâng lên Nữ Dương lời chúc tụng an khang. Và xin thưa cùng nữ chúa, thần dân lệnh của hoàng đế bản kiều, mang lễ vật từ miền lục địa xa xôi, kinh dân lên quy quốc với cả thâm tình, tức là nối tình bản giáo của hai miền khác biệt. Và sau nữa việc hôn nhân của thái tử họ Đoàn, việc bàn giao ta rất vui vẻ bằng lòng. Còn việc hôn lễ là do nơi quyết định của triều chung. Việc hôn nhân kia muốn cho thầm tụ, phải theo quy lực của đạo quyết định rõ ràng. Phải có viên ngọc bích đã mất từ lâu rồi, đó là điều kiện ta quyết định bảo vật này đây. Sao chư thần đại lý, ngài có ngọc bích để làm xính lễ hay không? Muôn tâu. Sao? Dạ, muôn tâu, xin lễ này không có viên ngọc bích. Những thần trộm nghĩ việc hôn nhân, chỉ cần có sự yêu thương, còn viên ngọc kia dầu cho quý giá vô sông cũng chỉ là vật ngoại thân. Nhưng đó là quyết định của tiên hoàng lưu lại, mà sao chúng tôi có bổn phận phải thi hành và không thể chẳng lời. Nếu sứ thần có ngọc thì đưa ra, không thì kỹ đành thôi. Thật ra tôi cũng có ngọc này như là một kỷ vật ân tình, thôi cũng đành vẫn làm cho trọn cuộc hôn nhân. Thần chính dâng ngọc bích. Đúng là viên ngọc bích, chỉ vật đào quả châu đảo của hôn nhân của Nữ Dương và Đoàn thái tử đã thành tựu quyết định của Tiên Dương. Vậy Tấn An Hầu hãy lui về truyền cho nghi lễ quan nó cử hành hôn lễ, còn sứ thần đại lý hãy ở lại đây để cùng ta ngồi thuyền đọc mộc, ngồi gẫm qua tình yêu đang nở trên hồ, làm bèn len dùng trời im dịu. Tâu Nữ Dương, kẻ hạ thần cảm thất lệ, và xin phép Nữ Dương cho hạ thần đấy được quay về để định tâu những hôn nhân. Mà thần há đã mang theo niềm hy vọng kẻ đợi chờ, việc hôn nhân kia kể như là thành tố thì còn gì đâu mà ai ngại. Hãy đến gần đây mà nghe sao xin cả tim
nay nhớ. Dạ dạ kẻ tha thần, xin nữ dương vui lòng tha thứ. Chuyện hôn lễ hôm nay là của hoàng thái tử. Tôi chỉ là kẻ sứ thần đến đây để dân xin lễ. Thôi thôi đừng nói nữa người ơi, ôi một hiểu lầm đắng cay. Hiểu lầm mà hiểu lầm điều gì thưa nữ dương? Sứ thần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ. Trời ơi, băng thuyền là Bích Hoa Dương, là nữ chúa đào cháu đào. Phải đoàn tất linh ơi, hãy đến đây nhìn em lần cuối, để rồi em sẽ đón kiều cưới đêm nay. Đến đây, hãy đến đây. Dạ không, không, xin nữ dương hãy để cho kẻ hạ thần được giữ tròn tông lễ cho hạnh phúc hôn nhân của nữ chúa và hoàng huynh tôi được đẹp đẽ vuông tròn. Dù cho trái tim tôi có rạng dở trăm đường thì tôi cũng giữ yên niềm căm lặng, dù phải ra đi tầng linh bà hãy thứ tha và xem kỷ niệm xưa như là giấc mộng qua rồi, để cho tôi làm tròn bổn phận kẻ làm em. Đối với tình cảm thiêng liêng có một người anh sâu số. Đoàn Tất Linh, sao anh không là người của hôm xưa gặp gỡ mà anh đến đây với trách nhiệm của một sứ giả cầu hôn? Phải, tôi sang đây với nhiệm vụ một sứ thần để bắt nhịp cầu hôn nhân giữa hoàng huynh tôi và nữ chúa. Mà tôi không ngờ là chính nơi tôi đã tự phá vỡ mối duyên mình. Nhưng tôi linh bà ơi, định mệnh đã sẵn dành thì tôi gian xin bà đừng vì một chút duyên gặp gỡ mà phải làm cho dụng vỡ mối tình anh. Rồi đây tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rời xa hải đảo. Nếu một mai tôi đã chết rồi trong giông bão thì kẻ như tôi làm tròn bổn phận một người em. Thôi xin im biệt Đoàn Tất Linh, Đoàn Tất Linh. Hay quá, Quân Thu phải mấy, phải mấy là mới phải xem lại quan lần nào mới hát được. Chưa có nghe hai cái bài này hát qua nè Quân. Cảm ơn Quân đã ghé vào đường lai của mũi nha. Chúc Quân cuối tuần vui vẻ hạnh phúc trong gia đình nhé.